Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em nhé. Trước mặt các bác đây là hai chiếc đài Sony 1130S. Dòng này thì nó cũng hình thức giống với lại dòng Sony 1133 mà em hay giới thiệu trên kênh. Hai chiếc này thì thuộc lô 9 chiếc hôm trước em đã giới thiệu hôm mồng 2 tháng 9. Thì các bác cũng đã xem qua rồi. Thì có một số chiếc em đã test, còn hai chiếc này em chưa test. Thì hôm nay em làm clip test nhanh luôn cho các bác xem. Và em cũng báo giá luôn để cho các bác dễ tham khảo nhé. Thì hai chiếc này thì em đang bán đồng giá là 1.600.000. 1.600.000 một chiếc nha các bác nhé. Hình thức thì tương đương nhau, còn khá là đẹp, trên 80%. Tất cả các chức năng thì hoạt động tốt, từ băng cassette này cho tới radio và cổng line in. Dòng này thì nó có cổng line in ở phía trước để cho các bác cắm điện thoại, máy tính, laptop, rất là tiện. FM của nó thì bắt sóng 108, full đài tiếng nói Việt Nam luôn. Dòng hàng xuất của Sony cho nên là máy sử dụng điện 220V, tiện lợi. Hai loa thì các bác có thể tháo rời được. Còn về chế độ bảo hành thì tất cả các máy radio cassette em bán ra thì đều có chế độ bảo hành 2 tháng nha các bác nha. Và sau 2 tháng hết bảo hành thì các bác máy dùng mà có trục trặc gì thì các bác cũng có thể liên hệ với em để em hỗ trợ sửa chữa cho các bác. Ví dụ như ở các tỉnh xa, bây giờ thì những thợ sửa chữa cassette bây giờ thì hầu như là còn rất là ít rồi, có những tỉnh còn không có, người ta không nhận sửa những chiếc cassette này. Thì các bác cứ liên hệ với em, gửi lại thì em sẽ hỗ trợ sửa cho các bác, yên tâm dùng lâu dài. Ví dụ như chiếc Sony 1130S này thì nó chỉ chạy một cơ cassette thôi, cho nên là nó rất dễ bảo dưỡng cũng như là sửa chữa về sau. Dây cu loa này, motor này, đầu tử các thứ thì ở nhà các bác cũng có thể tự vệ sinh được. Dây cu loa thì có thể tự thay thế được, rất là đơn giản. Dòng này thì nó cấu tạo không có gì là phức tạp cả. Em quay gần như này thì các bác có thể thấy được cái phần nước sơn của nó thì đang còn khá là đẹp. Với nước sơn màu đen như thế này thì máy dùng thì rất là sạch sẽ này, các bác không lo sợ nó bị phai màu, ố màu gì cả, rất là bền. Phần nhựa này thì các bác dùng thoải mái. Ở mặt trước của máy thì nó có cổng line in ở đây, thì các bác có thể cắm điện thoại, máy tính vào đây để nghe này. Cần gạt thì các bác chọn chế độ băng cassette này, radio này, cổng line in này. Bên đây là cần gạt chọn chế độ radio với 4 băng tần, nhưng mà ở Việt Nam mình thì sử dụng chủ yếu băng tần AM và FM. Đấy, nó có ghi ở đây. Bên này là 5 cần equalizer để các bác chỉnh bát mic chép cũng như là ba lăng cân bằng loa. Đấy, khi các bác sử dụng mà cassette ấy, nó có một số băng nó thâu mà nó bị lệch tiếng chẳng hạn, ví dụ loa to, loa bên trái to hơn loa bên phải, thì các bác sử dụng cái cần này để cân lại, chứ không phải các bác cứ sử dụng để ở giữa đây đâu nha các bác nhá. Thì nó sinh ra để các bác cân bằng loa mà, các bác cứ sử dụng như bình thường thôi. Đấy, bên đây là phần megabass, giống như là low note trên 5 ly, chỉnh tăng riêng biệt cái phần bass. Đây là volume và cần dò radio. Đấy, rất là đơn giản. Dòng này thì các bác có thể mua biếu các cụ ở nhà nghe tin tức thời sự, radio cũng như là phần băng cassette rất là được, vì máy dễ sử dụng này và giá cả của nó cũng rất là bình dân nữa, chỉ có 1.600.000 thôi, rất là rẻ. Để bây giờ thì em sẽ test nhanh qua cái phần băng cassette và radio nha các bác nhé. Phong kín tâm tư, tôi gọi
những dòng tâm sự của bạn trên quà tặng âm nhạc. Hôm nay, Vân Anh sẽ đáp ứng mong mỏi của bạn nhé. Mỗi một tuần trôi qua, dù bận đến mấy, em cũng cố gắng thu xếp mọi công việc để ngồi trước chiếc radio thân quen nghe chương trình quà tặng âm nhạc, được nghe những lời tâm sự của mọi người gửi đến, có được những tình cảm. Cho nên là khi chúng ta đem cái mùa trắng đỏ đến với trẻ em nghèo ở khắp nơi, thì cái mong ước lớn nhất đó là, và khi có được động lực rồi thì các em sẽ không bị sao nhãng bởi những yếu tố bên ngoài, duy trì sự tập trung và chú ý cho mục tiêu đã đề ra. Nhất là đối với các... Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe, nắm bắt các khó khăn vướng mắc để tháo gỡ, xử lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, bền vững, bảo toàn vốn và có lãi, trên cơ sở hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa các bên. Ok, còn chiếc bên dưới này thì cũng tương tự như vậy nha các bác nha. Em sẽ test cái phần băng cassette và radio. Đang chơi với người ấy đã vô tình, khi đường đời không cùng lối đi, gặp nhau làm chi cho thêm sầu thêm nhớ, gặp nhau làm chi tình đã phai phôi, người đến rồi đi cho ta xây giấc mộng, mộng đã tan vỡ ta chìm vào những cơn say, người đến rồi đi cho ta xây giấc mộng, mộng đã tan vỡ ta chìm vào những cơn say. Đề xuất đưa thanh long Việt Nam từ phụ lục 2, sản phẩm phải được xét nghiệm và được cấp giấy chứng nhận an toàn tại Việt Nam trước khi xuất khẩu, sang phụ lục 1, sản phẩm phải được xác minh và tái kiểm thực tế 50% tại cảng đến trước khi được phép lưu thông trên thị trường. Theo ông Ngô Xuân Nam, việc một siêu thị ở Anh dừng bán sản phẩm thanh long Việt Nam là... hôm nay là được các mạnh thường quân này, các anh chị này ở dưới Sài Gòn vào đến Mỹ Thuật kết hợp để nói các em một tiệc trung thu thật là tuyệt vời ấm áp. Cuộc sống, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, phải ở trọ xa gia đình rồi em mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Chúng em là những người chẳng hề quen biết ở những phương trời xa xôi, nhưng đã tụ hội cùng trong một mái ấm tình bạn. Ok, em vừa test nhanh qua hai chiếc đài Sony 1130S. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em theo số điện thoại trên bảng tên nha các bác nhé. Em sẽ nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.